Ngày hôm nay đã xuất hiện một đoạn video clip khiến mọi người phải phẫn nộ. Clip ghi lại cảnh một viên cảnh sát còng tay một học sinh tiểu học tại bang Kentucky, Mỹ do nghịch ngợm. Dư luận và đặc biệt là các bậc phụ huynh đang lên án hình phạt đáng sợ của nhân viên thực thi pháp luật đối với một đứa trẻ mới có 8 tuổi và chưa kể em còn bị mắc chứng bệnh thiếu tập trung. À, tay cháu đau quá, tháo còng tay ra. Mặc cho cậu bé kêu khóc đau đớn, nhưng viên phó cảnh sát trưởng vẫn không tháo còng tay cho em. Chỉ cao khoảng 1m và nặng gần 25kg. Cậu bé này đã phải hứng chịu hình phạt đáng sợ này do tội quá nghịch ngợm trong lớp. Sự việc này xảy ra vào tháng 11 năm ngoái và đã được nhân viên của trường tiểu học Latonia dành cho các bé chậm phát triển tại bang Kentucky, Mỹ ghi lại. Nếu cháu cứ dãy giụa, không nghe lời người lớn thì chú sẽ không tháo còng ra đâu. Đó là hình phạt dành cho những đứa bé hư không vâng lời. Viên cảnh sát trong video này đang đối mặt với một loạt vụ kiện của bố mẹ nạn nhân và tổ chức nhân quyền của Mỹ. Cũng là một người mẹ, tôi cảm thấy vô cùng sốc và phẫn nộ với hành động của viên cảnh sát này. Tôi vẫn tự hỏi tại sao một người lớn lại nỡ đối xử thô bạo như vậy với một đứa trẻ bị bệnh. Cũng tại ngôi trường này năm ngoái, viên cảnh sát có tên là Sumner đã từng cầm tay một bé gái 9 tuổi. Luật sư của viên cảnh sát vẫn biện hộ cho hành vi của thân chủ là đúng luật và ca ngợi Sumner là một cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp, mẫn cán và yêu quý trẻ em. Tuy nhiên, Sumner đang đối mặt với một loạt các vụ kiện của bố mẹ nạn nhân và các tổ chức nhân quyền về tội dùng vũ lực trái phép và không cần thiết với trẻ em.